Trời đất hết hồn mà. Ủa mà SCP-054, cô làm gì mà ở đây thế? Sao không ở phòng thí nghiệm đi? Nói nhỏ thôi, mọi người nghe hết bây giờ. Có chuyện nguy to rồi Yaki ạ, nguy to rồi. Hả? Có chuyện gì mà trong cô sợ hãi thế? Nào, bình tĩnh đi, hãy kể lại mọi chuyện đi. Có thể tôi sẽ giúp được cô đấy. Cậu hứa là sẽ không kể cho ai nhé. Ừ, tôi hứa. Được rồi, đi theo tôi nào, nghe nhé. Đây này, đây nè, giúp tôi với. Hả? Giúp là giúp cái gì mới được chứ? Sao tự dưng dẫn tôi đến phòng của cái tụi này vậy? Nó có bình thường mà, có gì lạ đâu ta. Khoan đã, hình như có gì đó sai thì phải. SCP-999 đâu rồi? Đó chính là cách tôi cần nói đến đó. SCP-999 nó đã đi lạc rồi. Nani? Tại sao nó lại đi lạc được chứ? Tình hình là hồi nãy là tao có bước vào để chơi cùng cái tụi SCP này á, bởi vì bọn chúng nghe thương lắm. Và trong lúc tao không để ý, SCP-999 nó đã chạy hết ra ngoài rồi. Không. Ôi trời ạ, à, đây là lần chạy trốn thứ 199 của SCP-999 rồi đó. Tôi khổ quá mà. Được rồi, tôi sẽ tìm lại nó cho cô. Anh hứa nhé, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh nhớ là đừng cho ngài tổng lệnh biết nhé. Ông ta mà biết được á là chắc tao bị phạt mất. Ok, biết rồi. Trước hết á là tôi xin đi tìm chú của tôi đã. Biết đâu là chú của tôi sẽ tìm được cách thì sao. Chú ơi, chú Zulu ơi, chú đâu rồi? Chú Zulu ơi, cháu cần chú giúp ạ. Chú ở đây này, Jackie. Chú đây rồi, may quá. Chú ơi, có chuyện to rồi. Tình hình á là SCP-999 đã đi lạc rồi chú ơi. Chúng ta phải tìm nó mau. Nó đi lạc hả? Được rồi, để sau đi. Chú có việc quan trọng hơn. Hả? Chú có việc quan trọng hơn cả việc nó bị đi lạc nữa á. Chuyện gì vậy chú? Hả? Đây là phòng quản thúc của SCP-173 mà. Mà sao hôm nay nó lạ thế nhỉ? Nó cứ xoay đầu liên tục à. Và cái gì dưới sàn vậy? Phân à? Cháu đâu có nhớ rằng là phân của SCP-173 là có màu xanh lá cây đâu. Lạ vậy chú. Chú còn không biết chuyện gì đã xảy ra nè. Mới hôm qua thôi thì nó còn bình thường. Nhưng mà sáng nay là chú phát hiện ra là nó lại như thế rồi. Chú nghĩ rằng nó đã bị bệnh cháu ạ. Hả? Chú nói gì lạ thế? Nó chỉ là một bức tượng thôi mà cũng bị bệnh nữa hả chú? Ừ, sao lại không chứ? Ngay cả máy móc cũng bị bệnh nữa mà, huống gì là bức tượng. Được rồi, chú nghĩ á là chú sẽ mang nó qua SCP-049 chữa bệnh vậy. SCP-049 chữa bệnh á? Hy vọng rằng là ông ta sẽ không phán là SCP-173 bị bệnh nhìn thạch nha. Này SCP-049, anh đã khám tổng quát xong chưa? Thực sự á là SCP-173 nó đã bị cái gì thế? Đây có vẻ là loại bệnh khó nhằn nhất mà tôi từng thấy đấy. Bởi vì SCP-173 nó đã dính tất cả loại virus từ tất cả loại bệnh trên thế giới nhập vào nó rồi. Nói chung á, nó sẽ không còn sống được bao lâu đâu. Hả? Cái gì mà nó bị bệnh tất cả loại bệnh thế giới vậy? Nghe ghê thế. Chà, có vẻ căng quá nhỉ. Tổ chức SCP là không muốn nó phải chết, nó cần được sống. Vậy anh có nghĩ là cách nào không? Vẫn còn một cách, nhưng nó khá là khó làm và có thể là xảy ra rủi ro cao. Không biết là các anh có làm được không? Đó là các anh sẽ phải thu nhỏ lại và chui vào người nó, tiêu diệt những con virus vi khuẩn trong đó. Hả? Thu nhỏ lại rồi chui vào người nó á? Sao nghe hư cấu thế? Cứ như là phải mượn cái bảo bối của Doraemon vậy. Trời ạ. Chú nhớ ra rồi. Trời ơi, Yaki, chú không có hư cấu đâu. Hồi trước á là chú cũng có từng thắc minh ra một cỗ máy như thế đó. Được rồi, để chú ra ngoài lấy cho. Hả? Chú có cỗ máy đó thiệt á? Đây rồi, Yaki nhìn nè. Đây là cái thắt lưng thu nhỏ nha. Khi chúng ta đeo thắt lưng này vào thì chúng ta có thể thu nhỏ lại kích thước tùy ý. Hãy xem đây. Hứ. Đấy. Đây chính là cái thắt lưng của chú mà thắc minh đã ở đây. Ồ, nghe có vẻ hợp lý đấy. Và cực kỳ thuyết phục nữa. À chú, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chứ? Tiến hành thôi nào, càng nhanh càng tốt, trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn.
Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Saki đây. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft SCP ngoại truyện tập thứ 107. Hôm nay á, mình thật sự không biết nói sao nữa. SCP 173 đã đi bệnh rồi bạn ơi, tội nghiệp nó quá à. Vì thế á, nên chú của mình đã làm cho một cái cỗ máy để có thể thu nhỏ lại và chui vào người nó. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt virus nhé. Rồi, chú đó rồi, chúng ta sẽ đi gặp chú thôi. Chú ở dưới phải không? Thì hôm nay á, mình sẽ hồi nhỏ lại, không biết là có thật hay không, hay chú lại chém gió ở đây. Biết đâu á là bảo là nó bảo bối bởi hồi đó là các phát minh của chú là không có thiệt thì sao. Rồi vậy nè, chú ơi, gì thế? Chú có cung cấp thiết bị cho cháu ở đây, chúng ta sẽ chiến đấu với bọn virus bên trong cơ thể của SCP-173 đấy. Ủa, cái gì thế này? Tại sao lại có SCP-054 nữa? A hi hi, tôi cũng muốn đi nữa. Tôi đã xin phép chú của cậu đi theo rồi. Ôi không, SCP-1154 mới đi theo hả? Trời ạ, đi theo lỡ phá thì sao? Đừng có phá nha. Thôi rồi, đi thì đi. Rồi, mặc sẵn cái đồ luôn nè. Rồi, mình có nên mặc vào đâu, cái gì đây? Thuốc diệt virus à? À, một loại thuốc à? Chắc là của SCP-049 á. Rồi, mặc đồ vô thôi. Hứt, đó. Bây giờ làm sao nữa chú? Chúng ta mặc đồ xong rồi đó. Xong rồi bé không? Được rồi, chúng ta cùng nhau nắm chặt nhá. 1, 2, 3, thu nhỏ lại. Ôi trời, mình cảm giác như là cơ thể mình đang biến đổi bạn ơi. Đang biến đổi nè. À, khó chịu quá đi. Biến đổi cơ thể rồi. À, mình đang đâu đây? Ủa, đây là bên trong cơ thể SCP-173 à? Ủa, thưa, cái gì đấy? Sao lại có một bức tượng của SCP-173 trong đây vậy chú? Ghê vậy. Cái gì đấy chú? Gì đây? Đây là cửa vào bộ não cháu ạ. Nhưng chú vào không được, nó đã bị khóa rồi. Ồ, vậy à, và không được à. Vậy là chúng ta cần chìa khóa phải không? Giờ chúng ta cần 4 chìa khóa mới có thể vào. Cái gì? 4 chìa khóa? Không hay tin được. Ôi ơi, cái gì đây? Ôi, này, bình tĩnh nào, đừng có đi theo tao. Ghê quá vậy, có tưởng theo mình kìa. Ôi này, cái gì đây? Đây là một quả tim mà bạn, có cả virus tim nè. Mày cút mau. À, bắt là nó rồi, ha, bất tượng trong đây hả? Virus tim mà, cái gì đây? Ta là virus ăn tim đây. Tim nó sắp ngừng đập rồi. Lại đây ăn với chung với ta nè. Quá đáng thật. Người dám ăn tim mà. Ta sẽ cho người một trọng mới được. Người biết ta là ai không? Ta chính là Zaki đây. Này thì virus tim. Ui, nó đánh gì đấy bạn? Nó đánh mình đau đỏ màn hình luôn kìa. Ui, đau. Đau. Mày biết đau mà. Này thì virus tim nè. Wow, mày quá. Vậy là trái tim đã hoạt động trở lại rồi. SCP-054, con làm gì đứng ở đây vậy? Mâm mâm, đồ ăn trông ngon quá đi. Hả? Đồ ăn nào cơ? Đừng có nói đây là cái bao tử nha. Đừng nói là bao tử nha. Ôi ôi, một đống đồ ăn luôn. Đây có lẽ là cái dạ dày của SCP-173 đó mẹ ơi. Và một con virus dạ dày nè. Ngươi làm gì thế hả? Ta là virus dạ dày đây. Nha. Ta sẽ khiến cho SCP-173 bị tiêu chảy đến chết. Trời ạ, thằng này bị điên rồi. Mày dám làm cho. Khoan đã, đồ ăn sẽ nhìn ngon thế. Không có tung nữa. Đánh nhau nào. Này thì virus dạ dày của tao nè. Virus dạ dày nè. Tao cho mày bị tiêu chảy. Này thì virus dạ dày. Ha ha ha. Yếu rồi còn mà ra gió nữa chứ. Ô, chìa khóa nè, ngon chim. Thì bây giờ là mình có nghĩa vụ là ném thuốc diệt virus vào đây. Đó, ném vào giữa nè. Chúng ta sẽ trị bệnh tim, trị bệnh dạ dày cho nó nữa. Đó, ném vào. Rồi, có thuốc rồi đó, thấy không? Bốc khói nè. Ui, khói nhiều quá đi. Và bên đây có cửa đây có gì nè bạn? Mình thấy có cửa bị khóa nè. Mình nghĩ là qua cửa bên đây. Cửa bên đây có gì vậy? Và thôi trời ơi. Cái gì thế? What? Tối hư rồi bạn ơi. Không thấy đường luôn nè. Rồi. Cái gì thế này? SCP-999 á? Tại sao mày lại ở đây vậy? Trời ơi, nó đã bị đi lạc mà. Đừng nói là nó đi lạc vào bụng của SCP-173 nha. Rồi ạ, mà đi lạc hay quá nhỉ. Ok, cũng được. Và đây là, chìa khóa nè bạn. Chìa khóa nè. Hình như hoặc đây là chìa khóa cửa bên đây. À, theo ta nào. SCP-999 theo ta nào. Trời ạ, cái con quái vật này nó lại đi, con slam này nó lại đi lạc bơi ơi. Đi qua cửa nào. À, qua được mà. Chúng ta sẽ mở cửa bên đây. Rồi, cửa qua đây. Đó, ta, ủa cái gì thế này? Cái mùi gì vậy? Thối lắm bơi ơi.
ghê quá à. Uiêu, mùi ghê quá bà ơi. Cái gì thế này? À, gì đây? Virus ghẻ chân hả? À? Nghe thôi mà cũng thấy thối rồi đó. Ta đang có ý định làm chân của SCP-173 ghẻ lỡ đây. Chắc là vui lắm đây. À, mày có ý định rất là xấu xa đấy. Tao sẽ cho mày một trận này thì virus ghẻ chân. Ui, nó là lửa kìa. Đau, đau, bị cháy rồi. Ây da, đau, 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 đau. À, của tôi ơi. Này, này thì virus ghẻ mày. Ghẻ, ghẻ lỡ này. Wow, có chìa khóa rồi. Hai chìa khóa rồi nha. Ok, ok. Phước vào đây. Hình như đây là cái, bạn lấy không? Đây chính là hai cái chân của con SCP-173 nha. Vậy mình đoán đây là hai cái tay phải không? Đúng rồi, cái tay này cái gì đây? Virus ung thư hả? Ôi không, virus ung thư kìa. Dập lửa nào, dập lửa nào. Không cho nó đốt lửa. Không cho đốt lửa. Rồi, cái gì đây? Ta là virus tay đây. Ta sẽ làm cục tay của SCP-173 ha. Ồ, ung thư tay à. Mày được lắm. Nay thì ung thư tay của tao. Ui, nó làm gì đây? Nó bay cái bạn, nó không bị lùi luôn à. Nó bay liên tục luôn kìa. Đau, mày. Đau. Đau. Mày nghĩ là mày là ai? Mày là ai? Tao có SCP rồi nhé. Ơ, chìa khóa rồi nhé. Tốt lắm. Qua phòng nào này. Đây là, đó là tay phải không? Đây là tay trái. Tao sẽ cho mày một trận. Hí. Hí. Ủa, sao đáp được vậy? À, virus gọn gàng à. Virus gọn gàng là cái gì vậy? Xin chào, tôi là virus sạch sẽ, đừng giết tôi. Xin hãy dọn dẹp đám lộn xộn này giúp tôi với. À, virus này vô hại à. Được lắm. Vậy thì mình sẽ trang trí giúp nó vậy. Nó đã yêu cầu như thế mà. Rồi, trời ơi, đâu ra bàn ghế lắm thế. Tại sao trong người của SCP-173 lại có bàn ghế? Hey, thiệt là khó hiểu rồi nha. Rồi, mình sẽ làm lại cho nó. Nó muốn vậy thì mình sẽ giúp nó mà, thấy không? Đây, để cái đèn ở đây. Và một cái tủ lạnh và một cái giường ở bên đây nữa. Đây là một con virus nhảm nhí nhất mình từng biết đấy. Đó, tôi lạnh đi bên đây nè. À, lấy ra ăn luôn, xem tivi phải không? Tivi không có gì luôn hả? À, không có gì hết trơn hả? À, chìa khóa nè. What? 4 chìa khóa rồi bạn ơi. Wow, cảm ơn mày nhé, biết rất gọn gàng. Cảm ơn mày, cảm ơn mày. Rồi, rồi mình trước khi đi á, là mình sẽ ném một cái thuốc diệt virus vào đây. Hứ, đó, phải diệt vào. Và chúng ta đã có 4 cái rồi. Ném vào thôi. Hí. Mở cửa đây nào. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Hai con mắt kìa. Đây là cái đầu đúng không bạn? Đây là cái đầu nè bạn. Đầu của SCP-173 nè. Nhưng mà nhìn ghê quá vậy. Mình nghĩ đây là bộ não nè. Đúng rồi, SCP-173 não nè. Và hai con virus ở dưới. Rồi, ta đã cho từng hàng chết. Này thì virus này. Này thì virus này lên trên nè. Đây, đánh nhau. Đánh nhau nè. Hàng nào ở trên. Này thì đánh nào. Mày chết với tao. Này thì virus. Virus chết. Này thì virus với tao. Ghê bà ơi. Lần đầu tiên mình có thể chui vào một cơ thể như thế này đấy. Được rồi, là khám phá thôi. Hai con này là hai con gì đây? Nào, bộ não, mày làm gì thế hả? Ta chính là virus đã xâm nhập vào người của SCP-173 đây. Cơ thể này thật là tuyệt vời. Ta thích nó rồi đây. Nhưng ta không thích người ở đây. Cút mau. Ngươi là ai? Cút mau trước khi ta giết ngươi. Quá đáng lắm. Ta sẽ cho ngươi một trận mới được. Âm khoanh đã. Tại sao lại có một SCP-173 ở đây nữa? Có thể là nó bị nhốt rồi. Đây chính là bộ não thiệt nè. Còn đây chính là bộ não bị virus. Mày dám chiếm bộ não của SCP-173. Ừ, nó bắn cái gì đấy? Nó bắn cái gì thế? Ui, ui, nó bắn cái bạn. Nó bắn cái gì? Chiếu kìa. Ui, thôi, đau, 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 đau. Mày chết với tao. Chết đi con chó. Con này chết đi. Chết, chết, chết này. Chết, chết đi. Chết, chết. Năm chuốt, năm chết chuốt đi. A, B, C, D, E, S, G, H, I, K, L, H, N, O, P, Q. B. Yes, xong rồi. Ôi, ôi, nhìn này bạn. Nó xài lát bừa bãi nè. Ôi, bạn virus nè. Ui, virus đầy bừa bãi luôn. Nhưng mà trước khi mình diệt, vậy là mình diệt thành công không bạn? Thành công rồi phải không? Trời ơi, người mình nè bạn. Dính đầy thứ virus của nó luôn. Chắc có lẽ là sau vụ này mình sẽ đi tắm cho sạch sẽ quá à. Và bây giờ là mình sẽ giải cứu con virus này đây. Ê, là cái bộ não của nó đây. Ê, giải cứu nào. Rồi, đó. Còn mày, cút mau. Đây là bộ não của SCP-173 phải không? Gắn vào. Đó, chúng ta đã có bộ não rồi. Vậy là chúng ta đã cứu thành công rồi đó bạn. Ơ, đây là con mắt của nó à. Con mắt ư, nhìn lạ vậy. Hồi chui vào mắt nó xem nào. Để xem nó đang nhìn cái gì nha. Mà không biết là mắt nó đang hoạt động không nhỉ. Đi vào nào. Ồ, đây là bên trong của nó à. Trời ơi. Ồ, à, hello, chào SCP-049 nhé. Thôi bạn,
đây là con mắt của SCP-09 nè, lỗi SCP-13 nè, mà hãy nhìn thấy nè, mọi thứ ở trên bên ngoài nè bạn. Hay lắm. Đi ra ngoài nào, đi ra ngoài nào. À, trước khi đi bạn, mình phải ném thuốc vào đã. Diệt virus tận diệt. Đây, ném vào. Ném vào, ok xong rồi, đi ra ngoài thôi. Chúng ta đã giải quyết thành công rồi. Yeah 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 các bạn ơi. Chú ơi, cháu đã hoàn thành rồi ạ. Bây giờ chúng ta ra ngoài nhé chú. Ừ, cháu làm tốt lắm nha Kỳ. Chúng ta ra ngoài nào. Ôi mày quay đi, SCP-173 cuối cùng đã hết bị virus rồi. Chúng ta đã thành công rồi Jackie ạ. Yeah, chúng ta đã thành công rồi. Mà trong lúc đi đó chú, cháu cũng không ngờ là bên trong cơ thể của SCP-173 nó là kỳ lạ đến thế đấy. Chú cũng không như thế. Thôi rồi rồi, tất cả giải tán nào. Hết giờ làm rồi, đi về thôi. Ồ, vậy là xong rồi bạn ơi, xong rồi, xong rồi. Cuối cùng thì SCP-173 đã bình thường trở lại rồi, nó không còn bị bệnh nữa. Ok các bạn, có lẽ là mình sẽ dừng tập này tới đây thôi. Hôm nay tự nhiên chui vào cơ thể của nó bạn thấy mệt quá à. Mình nên về đi tắm thì hơn. Người mình bây giờ bị dơ hết trơn cái rồi, mình sợ bị lây bệnh virus của nó lắm. Thì ok các bạn, nếu bạn thích cái series của mình á thì nhớ đừng quên để lại một like, một share, đồng thời để lại comment ở dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft SCP ngoại truyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.